anh đã bay căng. Một tiếng thóc vang lên trên đời, con đường đến trường có hoa điện vàng trải dưới chân tôi. Là những dòng tâm sự rất là dễ thương về con đường đến trường của các em học sinh trường tiểu học Tân Bình qua tiết mục tăng ca con đường đến trường. Con đường này, hoa điệp vàng trải dưới chân tôi.